Ngọc Mai xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin giải trí tối ngày 5 tháng 1 trên kênh iBiz Và ngay sau đây hãy cùng Ngọc Mai đến với phần tin chi tiết Ba tội danh khởi tố tỉnh thất bồng lai cuối cùng cùng có kết quả xét nghiệm ADN Con trai ruột muốn làm điều đặc biệt khi nghệ sĩ Hoài Linh tái xuất hậu ồn ào từ thiện Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh tái xuất Hoài Lâm cũng lập tức lộ diện Xúc động lê phiến 100 ngày mất của cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Việt Nam Người tố Lê Phương Anh phản ứng gây gắt vì bố ruột nghi hoang bị tố ngược bị đồn nghỉ chơi Ninh Dương Lan Ngọc và ST Sơn Thạch đồng loạt đáp trả. Tại làng giải trí Hàn Quốc, lộ ảnh hot Song Hye Jo In Sung bị dispatch tóm sống. Thực hư thế nào? Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người đến với phần tin chi tiết. Ba tội danh khởi tố tỉnh thất bồng lai cuối cùng cũng có kết quả xét nghiệm ADN. Và hôm qua ngày 4 tháng 1 thì dân tình bất ngờ dậy sóng trước thông tin tỉnh thất Bồng Lai bị cơ quan công an tỉnh Long An đưa ra quyết định khởi tố do có những hành vi vi phạm lợi dụng các hoạt động tôn giáo và từ thiện để trục lợi suốt thời gian dài. Theo đó, đại tá Lâm Minh Hồng, giám đốc công an tỉnh Long An cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra làm việc. Khi sự việc được sáng tỏ, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể. Đến hôm nay ngày 5 tháng 1, tỉnh thất Bồng Lai chính thức bị cơ quan tố tụng khởi tố vụ án và khởi tố ông Lê Tùng Vân cùng lúc với ba tội danh bao gồm tội lừa đạo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân và tội quan hệ cùng huyết thống. đáng chú ý nghi vấn quan hệ cùng huyết thống của ông Lê Tùng Vân và các người tự xưng là sư cô, chú tiểu mồ côi đã đâm rộ trong dư luận. Tuy nhiên phía tỉnh thất bồng lai liên tục lên tiếng phủ nhận thông tin này. Và mới đây nhất, một nguồn tin từ báo Pháp luật cho hay kết quả giám định ADN xác định ông Vân có hành vi quan hệ cùng huyết thống, công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Vân. Hiện tại, Cơ quan Công an tỉnh Long An đang củng cố hồ sơ để chuẩn bị xử lý bị can Lê Tùng Vân và những người có liên quan. Con trai ruột muốn làm điều đặc biệt khi nghệ sĩ Hoài Linh tái xuất khẩu ồn ào từ thiện. Hơn nửa năm ở ẩn, nghệ sĩ Hoài Linh đã được minh oan khi cơ quan chức năng quyết định không khởi tố vụ án hình sự trước nguồn tin tố giác năm nghệ sĩ có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số tiền quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Sau khi sự việc sáng tỏ, năm danh hài cũng đã chính thức trở lại sân khấu vào ngày 7 tháng 1 tới đây. Thông tin anh bốn tái xuất khiến cho khán giả, đặc biệt là nhiều sao Việt như là Xuân Lan, Nhật Văn Khoa, Lê Phương vỡ òa trong vui sướng. Đáng chú ý tại Mỹ vào sáng nay ngày 5 tháng 1, con trai ruột nghệ sĩ Hoài Linh là Võ Lê Thành Vinh cũng đã có động thái. Cụ thể trên trang cá nhân chia sẻ thư mời tham gia vợ diễn đánh dấu sự trở lại của cha ruột. Thành Vinh mong muốn trở về Việt Nam ngay và luôn. Không chỉ con trai nghệ sĩ Hoài Linh, các em của Nam Danh Hải cũng dành hết lời động viên, cổ vũ tinh thần cho anh trai trong lần trở lại đặc biệt này. Còn bạn thì bạn nghĩ sao về sự tái xuất của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh? Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh tái xuất Hoài Lâm cũng lập tức lộ diện. Ngay khi thông tin nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh tái xuất được lan truyền, thì mạng xã hội cũng xôn xao trước thông tin Hoài Lâm chính thức trở lại. Theo đó, một clip ghi lại cảnh nam ca sĩ biểu diễn ở quán cà phê đang được netizen truyền tay nhau. Hoài Lâm diện áo thun đèn đơn giản, không trâu chút nhiều vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đánh giá cao ngoại hình của anh chàng. Khán giả nhận thấy nam ca sĩ đã ốm đi nhiều so với thời gian trước, không còn phát tướng phờ phạt nữa công nuôi nghệ sĩ Hoài Linh đã có màn thể hiện cực sung ở trên sân khấu, bất chấp không khí nóng nực lại không bị mất điện. Rất nhiều khán giả có mặt tại đây không ngần ngại dùng tay quạt cho Hoài Lâm, giúp nam ca sĩ có thể tiếp tục cháy với sự cố này. Khoảnh khắc này khiến cho cư dân mạng vô cùng bất ngờ vì tình cảm yêu mến của khán giả dành cho Hoài Lâm. Bạn nghĩ sao về màn comeback này của Hoài Lâm? Xúc động lễ viếng 100 ngày mất của cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Việt Nam. Hôm nay ngày 5 tháng 1 tại Việt Nam, chương trình lễ cúng 100 ngày mất của cố nghệ sĩ Phi Nhung hiện đang được tổ chức vô cùng tương tất. Mặc dù buổi lễ bắt đầu từ 8 giờ 30 phút sáng, tuy nhiên từ sớm rất nhiều khán giả lớn tuổi, có cả những cụ già ngồi xe lăn cũng không ngại khó khăn xa xôi đến viếng thăm nữ ca sĩ quá cố. Không chỉ vậy, nhiều người hâm mộ đã mặc áo có in hình của Phi Nhung để đến gặp mặt thần tượng. Ngoài ra, trên Facebook của nữ ca sĩ cũng phát livestream buổi lễ để những khán giả ở xa vẫn theo dõi được chương trình. Phía dưới bình luận, chỉ mới vài tiếng, đã có hơn 8.000 lời thương tiếc được gửi đến cố nghệ sĩ. Trước đó, vào ngày 2 tháng 1, tại Mỹ, Wendy Phạm cùng nhiều nghệ sĩ như là Trizy Phương Trinh, Thúy Nga, Phương Loan đã tổ chức chương trình tưởng niệm 100 ngày mất của Phi Nhung. Về sự vắng mặt của Mạnh Quỳnh, Tracy Phương Trinh cũng thông tin đến khán giả. Gia đình Mạnh Quỳnh đang bị cảm nên em có nhắn tin cho tôi và xin phép vắng mặt nhằm giữ an toàn cho sức khỏe của tất cả mọi người tham gia buổi lễ. Người tố Lê Phương Anh phản ứng gay gắt vì bố ruột Nghi Oan bị tố ngược. Sau khi đăng tải một đoạn tâm thư cực dài tố nữ ca sĩ Lê Phương Anh là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của bố mẹ mình, mới đây AT, người tố Lê Phương Anh đã đăng tải đoạn ghi âm với bố ruột khiến cho dư luận dậy sóng theo đó một người lạ gọi điện cho bố at vào cáo buộc cô mắng chửi gia đình lều phương anh điều này khiến at bức xúc gọi ngay cho bố ruột để xác thực tuy vậy cô nàng đã phải bật khóc vì ngay từ đầu người bố không tin chính con gái ruột đáng chú ý trong đoạn thoại trên người bố bất ngờ khẳng định sẽ không bao giờ rời bỏ hay vô trách nhiệm với gia đình điều này khiến dân mạng cho rằng bố mẹ của at chưa ly hôn và khả năng lều phương anh là tiểu tam thật sự có thể xảy ra ở một diễn biến khác AT bất ngờ bị người được cho là bạn thân của Lê Phương Anh tố ngược muốn chiếm đoạt tài sản giữa lúc bố mẹ lục đục ly hôn nên kiếm chuyện để lôi kéo dư luận, tạo áp lực dư luận lên chính bố ruột. Đồng thời, người này tiết lộ, mấy hôm trước em còn nói chuyện vui vẻ với chị Lều, đơn giản lều im vì không muốn ảnh hưởng đến bố em, còn em nói thương bố, mục đích hành động này của em là gì? Giữa thông tin này, AT gây gắt phản hồi trên trang cá nhân. Ok, em chiếm tài sản của bố em, bố đi tố con gái chiếm tài sản của bố mình kìa, không hiểu ở đâu ra cơ hiện tại cho đến giờ nữ ca sĩ Lê Phương Anh vẫn giữ im lặng sau khi thông báo chuyện gia đình sẽ tự giải quyết bạn nghĩ sao về loạt ồn ào ngày càng leo thang này bị đồ nghỉ chơi Ninh Dương Lan Ngọc và ST Sơn Thạch đông loạt đáp trả là một cặp đôi vô cùng thân thiết và tình cảm đến mức liên tục được ghép đôi, đẩy thuyền. Thế nhưng mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc và ST Sơn Thạch bất ngờ vướng phải tin đồn nghỉ chơi. Nguồn cơn của sự việc bắt đầu do việc cả hai ít tương tác trên mạng xã hội, cũng như ST và nữ diễn viên không còn xuất hiện cùng nhau trong các buổi tiệc. Thậm chí tiệc sinh nhật của nam ca sĩ cũng không có bóng dáng của Lan Ngọc. Đối diện với loạt đồn đoán này của cư dân mạng, mới đây, nàng Ngọc Nữ và ST đã có mặt phản đêm đầy hay hước khi Lan Ngọc bất ngờ trả lời bình luận của ST bằng câu hỏi Anh nghĩ chơi em hả? Lập tức nam ca sĩ cũng đáp lời, thì nghĩ chơi thật chứ sao, nhưng đã chuyển qua chế độ gia đình rồi. Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc và ST từng vướng phải tin đồn hẹn hò, tuy nhiên, đàn trai nhanh chóng phủ nhận. Tôi khẳng định luôn, chúng tôi vẫn là những người bạn. Chỉ là do khán giả yêu thương ST, yêu thương Lan Ngọc nên ghép đôi lại. Bạn có cảm nhận gì về độ dễ thương và ngọt ngào của cặp đôi này? Thực hư ảnh hot Song Hikyo, Jo In Sung bị dispatch tóm sống hung thần làng giải trí Hàn Quốc Dispatch luôn khiến cho người hâm mộ tò mò và ngóng trong từng giây từng phút bởi những bức ảnh tóm sống các ngôi sao hẹn hò bí mật với nhau. Và mới đây nhất thì mạng xã hội xứ Kim Chi dường như là bùng nổ khi loạt ảnh Son Hikyo và Jo In Sung xuất hiện thân thiết vui cười cùng nhau trên đường phố. Chính vì thế không ít netizen đã nhanh chóng tin rằng cặp đôi nổi tiếng đang thực sự hẹn hò. Tuy nhiên, sự thật lại không như là mờ. Cụ thể, bức ảnh trên đã được dispatch chụp từ năm 2012, tận 10 năm trước vì bị các fan đào lại. Theo đó, Song Kyo, Jo In-sung và nhiều tên tuổi đình đám khác đang đến địa điểm tập dượt phim để đọc kịch bản. Dù không hẹn hò, nhưng theo Ngọc Mai được biết, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Jo In-sung còn từng khẳng định mình và Song Kyo chỉ là bạn bè và thường công khai ủng hộ những dự án nghệ thuật của nhau. Bạn có cảm nhận gì về bộ đôi này? tin tức vừa rồi thì cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay Ngọc an xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn mọi ý kiến đóng góp về cho chương trình xin hãy để lại ở phần bên dưới nhé hãy luôn giữ kết nối cùng với chúng tôi để đón xem những thông tin giải trí nóng nhất mỗi ngày xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở bản tin sáng mai 8 giờ trên kênh ip